Theo thông tin từ Daily Mail, trong buổi họp mới nhất của chính phủ Anh về việc thông qua kế hoạch đưa các sự kiện thể thao lớn trở lại trong tháng tới, nếu không có gì xảy ra, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại vào ngày 1 tháng 6. Cụ thể, khán giả sẽ không được đến sân theo dõi trực tiếp trận đấu, rào cản trên sẽ bị xóa bỏ khi thế giới chính thức đưa ra vaccine để lùi COVID-19. Đó sẽ là điều kiện cần thiết để các trận đấu xuất hiện khán giả. Như vậy, 20 câu lạc bộ của Premier League sẽ cần phải lên kế hoạch tập luyện ngay từ bây giờ, bởi chỉ còn đúng 3 tuần để các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Đáng chú ý, lịch thi đấu được dự báo sẽ cực kỳ nặng vào tháng sau. Theo thông tin từ AS, Juventus vừa gửi một lời đề nghị rất ngon ăn dành cho Man United về việc chuyển nhượng của Pogba. Theo thông tin trước đó, quỷ đỏ muốn được thu về 132 triệu bảng nếu bán Pogba. Được biết, nữ đỏ thành Manchester và muốn giữ chân cầu thủ người Pháp, nhưng cũng sẵn sàng đưa tiền vệ 27 tuổi lên thị trường chuyển nhượng nếu anh không còn muốn cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, vì khó khăn của tình hình đại dịch, lão phu nhân muốn gán thêm hai tiền vệ trong thương vụ này là Aaron Ramsey và Aaron Rabiot. Ngoài ra, họ vẫn sẽ trả thêm tiền mặt cho Man United. Cặp đôi tiền vệ kể trên không còn được sung mãn trong đội hình của Maurizio Sarri. Cách đây 4 năm, Man United đã chi 89 triệu bảng để đưa Pogba đến Old Trafford. Trong 4 năm này, tiền vệ người Pháp rất ít khi giữ được phong độ ổn định. Trong khi mùa giải này, anh dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương mắt cá. Tuy vậy, giá trị chuyển nhượng của Pogba vẫn được đẩy lên khá cao. Theo truyền thông Anh tiết lộ, Gareth Bale hiện đang là cái tên hàng đầu được Newcastle nhắm đến trong thời gian tới. Giới chủ của chính UEFA sẽ sang trả cầu thủ người Wales mức lương cao chót vót để đưa anh về St James Park. Thời điểm hiện tại, Gareth Bale đang nhận khoảng 15 triệu euro một năm tại Real Madrid. Tiền đạo người Wales mới có 11 lượt đá chính tại La Liga mùa này và đang nằm trong danh sách thanh lý của Zidane. Bên cạnh đó, hợp đồng hiện tại giữa Bale và Real Madrid còn thời hạn đến năm 2022. Và chỉ cần cầu thủ chơi cánh này gật đầu, Newcastle sẽ giúp anh hưởng lương cao hơn cả mức anh đang được đãi ngộ tại Bernabeu. Cũng theo truyền thông Anh, các ông chủ của Manchester City đã chính thức sở hữu thêm câu lạc bộ thứ 9. Cụ thể, đội bóng London SK trở thành đội bóng thứ 2 của City Football Group tại châu Âu bên cạnh Girona. Ngoài ra, City Football Group còn có các câu lạc bộ tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Uruguay, Trung Quốc và Ấn Độ. Được biết, City Football Group đã xóa khoản nợ 1,75 triệu bảng khi tiếp quản câu lạc bộ. Cùng với đó, đang tích cực theo đuổi các đội bóng khác trong những tháng tới bất chấp đại dịch Covid-19. Đáng chú ý, truyền thông Anh cũng tiết lộ, chiến lược này của Man City nhằm xâm nhập vào các khu vực trọng điểm trên toàn thế giới đã tăng tốc trong những năm vừa qua. Mumbai City của Ấn Độ và Sichuan Junior của Trung Quốc là hai đội bóng gần nhất thuộc quyền sở hữu của tập đoàn này. Vào ngày hôm qua, Football Italia đã nhận tin rất buồn khi một cầu thủ trẻ triển vọng của Atalanta là Andrea Rinaldi vừa qua đời. Cầu thủ 19 tuổi được xác định bị phình đầu mạch não và phải nhập viện vào tuần trước. Thời điểm hiện tại, Andrea sinh năm 2000, thi đấu cho câu lạc bộ Legano Serie D dưới dạng chơi mượn từ Atalanta. Trên trang chủ câu lạc bộ, Atalanta cũng đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi quá đột ngột của sao trẻ 19 tuổi. Khi ở trên sân, Andrea luôn là cầu thủ chiến đấu đến giây phút cuối cùng và giờ cô ấy cũng đã dùng tất cả sức mạnh và không đầu hàng trước bệnh tật. Được biết, Andrea Rinaldi gắn bó với Atalanta từ năm 13 tuổi. Tiền vệ này đã giúp đội U17 Atalanta giành được Scudetto và siêu cúp Italia. Ban kỷ luật VFF vừa qua đã ra quyết định phạt 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp vì cá cược ở trận đấu giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp tại giải vòng loại U21 quốc gia. Đáng chú ý, trong số 11 cầu thủ bị kỷ luật, người chịu án phạt nặng nhất là tiền vệ Huỳnh Văn Tiến. Cầu thủ này phải nộp phạt 5 triệu đồng và sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm. Huỳnh Văn Tiến là người cầm đầu trong vụ án này. Tiến cũng đã thừa nhận mọi việc trước VFF. 10 cầu thủ còn lại tham gia cá độ cũng bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 6 tháng và phải nộp số tiền phạt 2,5 triệu đồng.